Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu được tổ chức 2 năm một lần. Đây vừa là sân chơi dành cho những ai yêu thích khoa học, vừa nhằm mục đích tìm ra những giải pháp hay đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống. Qua 10 lần tổ chức, cuộc thi đã chọn ra không ít giải pháp sáng tạo hữu ích, mang tính ứng dụng cao được áp dụng vào thực tiễn. Xung quanh cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu, ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Bạc Liêu có đánh giá. Vừa rồi thì hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh lần thứ 9 đã diễn ra và có những kết quả hết sức là tốt đẹp. Có trên 100 cái giải pháp tham gia, kết quả là có 3 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích. Sau khi mà có kết quả của hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 thì ban tổ chức chúng tôi đã chọn 20 giải pháp có mang tính khả thi nhất và cạnh tranh nhất để gửi tham gia cái hội thi toàn quốc. Thì cái thông tin vừa rồi cho biết là cái kết quả cái hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc của Việt Nam thì trong đó Bạc Liêu có 3 giải là khuyến khích toàn quốc. Như chúng ta đã biết đã qua 18 năm rồi, tức là chúng ta tổ chức cái hội thi của tỉnh cũng như toàn quốc thì Bạc Liêu lần này là mới có giải là toàn quốc. Đánh giá hội thi sáng tạo kỹ thuật vừa qua thì Bạc Liêu cho thấy tức là cái số lượng và cũng như chất lượng các giải pháp tham gia ngày càng gia tăng, cái hiệu quả đạt được cả 3 tiêu chí. Thứ nhất là đạt được cái tính sáng tạo, tính mới. Tiêu chí thứ hai là đạt được những hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường. Thứ ba tức là có tính ứng dụng rộng rãi thực tế trong sản xuất và đời sống. Về vừa rồi thì như chúng ta đã biết tức là Ủy ban tỉnh đã có ban hành cái quyết định 06 để tổ chức thực hiện cái nghị quyết 400 của Hội đồng dân tỉnh quy định về cái mức chi cũng như cái nội dung chi về cho các hoạt động của hội thi sáng tạo kỹ thuật cũng như là cái cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên của tỉnh trong thời gian sắp tới. Đây là cái cơ sở pháp lý hết sức là quan trọng cũng như là thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, của các đại biểu hội đồng dân tỉnh cũng như các cử tri của tỉnh về cái phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh trong thời gian qua cũng như là thời gian sắp tới. Hướng tới thì về phía ban tổ chức cũng như là liên hội chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động làm sao cho có thêm càng nhiều người tham gia cái hội thi và chất lượng hội thi ngày một tăng lên. Thể hiện trước hết là chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan báo đài để mà đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá những kết quả cũng như những cái sự kiện trong cái quá trình tổ chức cái hội thi, tăng cường tuyên truyền trong các cổng thông tin điện tử cũng như là cái bản tin cái trí thức Bạc Liêu của Liên hội để cho mọi người tham gia tốt hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời chúng tôi cũng thành lập một cái đường dây nóng, phân công cán bộ thường xuyên để trả lời những cái thắc mắc, yêu cầu mà các tác giả thì đặt ra cũng như là hướng dẫn về cái phương pháp nghiên cứu khoa học và tiếp cận các tác giả để hướng dẫn tác giả tham gia về cái biết cách để mà là xây dựng các giải pháp, các quy trình để mà thực hiện cái sản phẩm của mình, đồng thời cũng như là hướng dẫn tác giả xây dựng cái hồ sơ cho nó đúng, nó đạt yêu cầu của ban tổ chức đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian còn lại của chuyên đề khoa học công nghệ kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hai giải pháp đạt giải nhất trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 9 năm 2019-2021. Trước tiên là giải pháp bộ dụng cụ gia công cấp thép của nhóm tác giả Trần Hữu Khương, Nguyễn Minh Chánh, Kiều Nghĩa Hậu, Công ty Điện lực Bạc Liêu. Đây là một trong những sáng tạo rất hữu ích đã và đang được sử dụng trong ngành điện của tỉnh Bạc Liêu. Cao lên. Từ hình ảnh thực tế của hai phương pháp thực hiện gia công cấp thép bằng tay và phương pháp có dụng cụ hỗ trợ,
Rõ ràng chúng ta thấy sự thuận lợi của phương pháp gia công có dụng cụ giúp công việc hoàn thành nhanh gọn hơn rất nhiều. Đây chính là yếu tố then chốt thúc đẩy ngành điện Bạc Liêu thời gian qua nghiên cứu, nhanh chóng tìm phương pháp kỹ thuật mới. Có thể nói công tác thi công dây chằng trụ điện là một trong những công việc quan trọng không thể thiếu khi thực hiện công trình mới và cả công trình cải tạo sửa chữa lưới điện. Do vậy, sự ra đời của Bộ Gia công cấp thép đã giúp cho ngành điện Bạc Liêu cải thiện, tiết kiệm được rất nhiều thứ trong vấn đề thi công công trình. Kết cấu bộ dụng cụ cũng khá đơn giản, nhỏ gọn như trục đế, cốt trục chính, rãnh giữ cáp, con lăn, mâm quay, tai quay. Nhưng tính hỗ trợ và hiệu quả lại rất cao. Đây là cái bộ dụng cụ sau khi cái nhóm tác giả đã qua một thời gian đã triển khai áp dụng ở ngoài hiện trường. Thì lúc ban đầu chúng tôi cũng có gặp cái khó khăn là cái giải pháp đưa ra thì tốn nhiều thời gian để ra ngoài để chỉnh sửa, để cuối cùng được sự góp ý của thực tế ở ngoài cũng góp ý lại để nhiều lần rồi cuối cùng là bộ ra một bộ sản phẩm, bộ dụng cụ này nó mới mang lại hiệu quả nhất. Thì trong quá trình thực hiện thì nó cũng có những cái thuận lợi, có khó khăn. Cái thuận lợi là cái này chúng tôi tận dụng cái vật tư thu hồi có sẵn. Thứ hai là cái nhân công hiện có tại đơn vị. Thì nó sẽ được cái tiết kiệm về cái chi phí và cái thời gian để hoàn thiện lại cái bộ dụng cụ. Khó khăn ban đầu là chúng tôi triển khai thì nó đưa ra thời gian áp dụng ngoài nó tốn nhiều thời gian, là phải nhiều lần chỉnh sửa nó mới được hoàn thiện. Trước đây á, có thể là bằng tay thủ công thì có thể làm một bộ dây chằng này từ 30 đến 40 phút. Sau khi có bộ dụng cụ này thì chỉ làm khoảng 15 phút là hoàn thiện. Thứ hai nữa là nó đảm bảo cái tính an toàn cho anh em công nhân. Khi có bộ dụng cụ này thì nó lắp đặt uốn cáp thì nó định vị và nó chuẩn xác hơn. Khi lắp đặt nó dễ dàng hơn. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu đã trở thành một hoạt động lao động sáng tạo của quần chúng, của người lao động trong tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, và đã góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tế cuộc sống. Hội thi lần thứ 9, công ty điện lực Bạc Liêu đã tham gia 7 sáng kiến và trong đó có 4 sáng kiến đạt giải. Cụ thể là một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, một giải khuyến khích. Đối với giải pháp bộ dụng cụ gia công cáp thép của nhóm tác giả Nguyễn Minh Chánh, Trần Hữu Khương, Kiều Nghĩa Hậu thì đây là một sáng kiến nhỏ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng mang lại hiệu quả rất lớn. Giải pháp trên được áp dụng trong công ty điện lực Bạc Liêu và triển khai rộng rãi trong các đơn vị ngành điện có liên quan. Hiệu quả của giải pháp cụ thể là rút ngắn thời gian công tác, thực hiện công việc, giảm thời gian ngừng cung cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng và nâng cao các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện. Qua thời gian tham gia và thời gian tổ chức hội thi thì chúng ta có thể khẳng định hội thi là một phong trào đã lan tỏa đến từng người, từng công nhân viên chức lao động, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Và tôi tin rằng trong thời gian tới hội thi sẽ còn lan tỏa nhiều hơn và thành công hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, theo thời gian cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mỗi lĩnh vực đều cần có sự cải tiến. Từ thực tế đó, giải pháp chế tạo máy thu hồi, tích trữ mô chất lạnh của trường cao đẳng nghề Bạc Liêu đã được ra đời, vừa đáp ứng về việc ứng dụng trong giảng dạy, vừa mang ý nghĩa bảo vệ môi trường khi được áp dụng rộng rãi trong cuộc sống. Giải pháp này do các tác giả Nguyễn Việt Triều, Lý Bé Quyên và Dương Tấn Tài, trường cao đẳng nghề Bạc Liêu nghiên cứu, đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Bạc Liêu lần thứ 9 vừa qua. Thì đối với cái mô hình hay là máy thu hồi tích trữ mô chất lạnh thì nhóm tác giả chế tạo cái này nhằm mục đích đó là để thực hiện cái góp phần thực hiện cái kế hoạch mà quản lý giảm thiểu loại trừ cái loại mô chất mà có thành tố mà HCFC. Mà trong cái ngành kỹ thuật lạnh chúng ta thì cái loại mô chất R22 được xả thải ra môi trường, tác nhân là làm phá hủy tầng ozone. Như cái dự án này ở Việt Nam chúng ta hiện tại thì đang thực hiện ở giai đoạn 2, là cũng đã qua thì cũng tạo những cái buổi hội thảo, rồi là tổ chức tập huấn cho các cái nhà giáo dục nghề nghiệp ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bên ngành kỹ thuật lạnh đó, để hiểu đúng đắn hơn về cái tiếp cận sử dụng quản lý cái loại mô chất này. Đối với cái cơ sở mà trường cao đẳng nghề Bạc Liêu thì hiện tại chưa có, cho nên là chế tạo cái máy này
thì tôi nghĩ là rất là thiết thực. Nguyên vật liệu cũng như là thiết bị thì được nhóm tác giả là tự gia công, tận dụng những cái linh kiện đã qua sử dụng để giảm thiểu cái thấp nhất cái chi phí đầu tư. Ví dụ như ở đây là cái máy nén ở đây, thì máy nén này thực ra là ở trong cái hệ thống của máy điều hòa gia đình chúng ta qua vận dụng. Tác giả cũng là bố trí là bình tách lỏng để phân lọc cái mô chất, bởi vì khi mà chúng ta thu hồi cái loại mô chất này thì ở dạng lỏng. Dạng lỏng thì ở đây là cái bình này có chức năng là phân lọc cái phần lỏng lại, thì cái phần hơi mới được là nén về cái đây là bình tách dầu. Đây là cái thiết bị mà giúp chúng ta phân lọc để làm sao mà khi thu hồi về tích trữ lại thì nó là tinh khiết nhất. Phần dầu được tách lại chỗ này, phần hơi mô chất thì được lên trên. Đây là cái dàn ngưng trao đổi nhiệt bằng không khí nhờ quạt. Cho nên sau khi ngưng tụ vòi dàn ngưng này, chúng ta thấy là đạt cao nhất, là lý do là áp dụng cái nguyên lý giữa hai bình thông nhau. Khi mà ngưng tụ thì lỏng mô chất này tự động chảy xuống cái bình thấp hơn, là bình đây là bình tích trữ mô chất lạnh. Khi mà thu hồi về rồi làm sao biết nó đã đầy hay chưa? Thì ở đây có một cái kính gọi là kính xem ga. Chúng ta thấy cái mức lỏng mà nó lên tới cái kính này, có nghĩa là cái bình này đã đến trạng thái đầy. Thì giúp cho những tác giả, giúp cho chúng quá trình chúng ta dạy, chúng ta thực hành thì chúng ta mới lúc đó chúng ta cần thao tác là viết ra, lấy cái lượng mô chất này nè, đưa ra một cái bình bên ngoài để chúng ta lưu trữ lại, tái sử dụng lại. Thì như chúng ta biết là cái loại mà máy mà thu hồi tích trữ mô chất lạnh này ở Việt Nam mình là chưa có sản xuất. Thì một số cơ sở cho dùng là nhập khẩu, giá thành cao, năng suất hút nhỏ chứ không, và ngưng cũng khả năng ngưng tụ cũng được bố trí nhỏ chứ không có lớn như cái loại máy này, mà giá thành thì lại cao. Khoảng bây giờ là cái máy khoảng 38 đến 40 triệu một chiếc, mà năng suất thì khoảng 1/2 của cái máy này thôi. Trong khi là ở trường cao đẳng nghề thì khi mà bàn giao tài sản rồi là kết hợp với bản dự trù kinh phí thì cái này khoảng trên dưới khoảng 11 triệu. Hàng năm thì nhà trường có tổ chức tập huấn kiến thức hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật nhằm tìm kiếm những ý tưởng, những sáng kiến mới, thông qua đó để thúc đẩy các phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn trường. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên nâng cao cái kiến thức, bồi dưỡng về cái nghiệp vụ thông qua các cái giờ thực hành, các cái giờ nghiên cứu khoa học. Đồng thời thì nhà trường cũng luôn đổi mới về phương pháp giảng dạy. Giáo viên có thể là đưa ra vấn đề và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, linh hoạt. Hàng năm đều có giải nhất và giải khuyến khích của hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh. Đặc biệt năm nay, chế tạo máy thu hồi tích trữ môi chất lạnh đạt giải cấp tỉnh và đạt giải khuyến khích cấp trung ương. Trong tương lai thì nhà trường sẽ có thể là thương mại hóa các sản phẩm này bằng cách là có thể các cái cơ sở sửa chữa điện lạnh có thể ứng dụng cái sản phẩm này làm giảm thiểu thất thoát cái môi chất xả thải ra môi trường để góp phần làm cho môi trường được trong lành hơn. Trong thời gian tới, nhóm tác giả dự kiến sẽ tối ưu hóa khía cạnh sư phạm, bổ sung các bản biểu về sơ đồ nguyên lý, kết hợp thêm dàn lạnh đặt rời để hoàn chỉnh. Đây sẽ là sản phẩm đại diện cho địa phương của Bạc Liêu tham dự hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc lần thứ 7 năm 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa theo dõi chúng tôi giới thiệu hai giải pháp chế tạo máy thu hồi tích trữ môi chất lạnh của nhóm tác giả Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu và giải pháp bộ dụng cụ gia công cốt thép của nhóm tác giả Công ty Điện lực Bạc Liêu, đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ 9 năm 2019-2021. Chủ đề khoa học kỹ thuật kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.